Khoa. Không ạ. Con nhớ nhỏ sáng. Biết không? Từ một là đứng ở đó, ở đây chụp xéo góc qua, hai là ở đây ở đó chụp xéo qua, đứng đi nữa Khoa. Đứng lại. Chị Lan. Đi lại đây nè, rồi Bảo đứng đây nè, chụp qua con đường đang đi á, đẹp lắm. Thôi chị Lan thu gần lại hết cỡ, thấy con bò lại con chấm nụ nâu nâu à. Nó sao quá. Con không có với thằng Hưng. Trời ơi, con hai đứa đó có cái gì ầm bò nó đi kìa. Khoa trở về. Đó, đứng đó đi, đứng đó đi. Tiền tôi bị mấy cái pha dạ chích ngứa quá, chảy máu luôn à. Tiền cũng ngứa muốn chết vậy nè. Chảy máu luôn. Hai đứa ầm bò. Tiền mang ghét mẹ Tiền đi mà. Thằng Hưng. Ý chụp ngứa, chụp ngứa. Đậu đi. Dạ. Nó đậu đâu? Đứng đây nè, rồi Bảo đây chụp qua con đường đó. Dạ. Để lên. Đi 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 mấy đứa đứng đây về phê quan kia nhanh lên nè. Lại lên đi về. Chị ra ra tư sắp xếp tiền nhớ tôi nói mẹ đi tư. Khoa, ý giờ giờ đi con Thảo. Tiên. Đi lại đây cho cô Bảo chụp lại lên. Khoa. Hưng. Đứng xuống đường thiên chút kìa, đó. Xuống nữa. Xuống nữa. Đang trên con đường á. Khoa vô Khoa. Đi đó. Cái con mượn. Thôi. Mượn giúp chị con cái đường riêng. Rồi đó. Khoa vô con. Chung rồi chụp riêng. Khoa vô vô đứng đứng đứng. Là chung đi rồi chụp riêng. Nó vắng dọc đường kia thấy người ta. Rồi ti vô ti vô ti vô. Vậy mới là đường quê. Tôi tiên vô. Đường này cũng là đường quê vậy. Đường quê kia đông đông. Rồi.